Cũng là một cây họ giấy. Cây họ giấy rất là to và mình thấy cây cũng khá là đẹp ruột ha, không bị mục. Gốc nó rất là đẹp, gốc khủng luôn. Một cây gốc bông giấy nè các bạn, giấy Mỹ, một gốc rất là to và đặc biệt là nó còn nguyên, nó không có bị mục hay là bị lũa gì cả, gốc đẹp luôn, rất là khủng ha, cực kỳ khủng, quá to, to và đẹp luôn. dây mị nha, quá là to, không biết bao nhiêu năm mà coi coi to như thế này. Lá nhỏ rất là đẹp. Thường thường gốc con giấy thì nó, những gốc lớn nó hay bị mục, bị hú bên trong, nhưng mà gốc này này còn nguyên đạt ruột luôn, rất là hiếm gặp những cây như thế này, giấy như thế này. Quá là dữ.